anh Vũ buổi chiều vui vẻ nhé vậy? Chị kiếm được khi tặng sao trong sự kiện đặc biệt diễn ra từ 11 tháng 9 2022 đến 19 tháng 9 này không có hiệu lực đến 19 tháng 10 2022 à? Ôi, ê, cái gì mà ngày ngày trò chơi điện tử vậy? Vãi, Hải Hải Sơn nó có cái huy hiệu Hà sắp băng chưa anh? Hải Sơn nó có cái huy hiệu ngầu lòi vậy. Hello em Trùm nha, cảm ơn em Trùm nha. Phát hiện Victor về trong chim à? Ui hôm qua tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ sớm, mới 10 giờ tôi ngủ rồi anh em. Chào Hoàng Bảo nha. Hôm qua tôi tính, ui nó buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ á. Em có bao nhiêu rương tư thế là đổi Soboro hết à? Hi Vũ, huy hiệu để khều đâu nét mới có đó anh già. Huy hiệu đẹp mà, huy hiệu gì đây này, huy hiệu ngày trò chơi điện tử, huy hiệu cái hình tay cầm mà nè. Hình cái tay cầm kìa, đẹp quá. Sao bữa nay vui, ủa hôm nào chả vui vẻ. Đinh Văn Đạt ơi, nói gì chịu rồi. May quá hôm qua em cũng buồn ngủ. May quá em hát đi ngủ sớm mà. Buồn ngủ em đi ngủ sớm. Sao hôm nay tìm trận lâu vậy ta? Mấy cái tư thế này mình gì vậy? Vãi cái ôm trái tim ạ. Biểu cảm mà. Hai cái này không có nên là không có đổi Hoàng được. Bảo, game dỗi anh rồi. Game dỗi tôi rồi anh em. Không có lắc. Lắc kỳ một cái là ở trong này không có con lắc anh em ạ. Cũng không có con ẹt riêu luôn nha, cũng không có lắc, cũng không có ẹt riêu luôn. Vô lý vậy. Hello Trang Thường Hưng nha em. Nè like muộn thế à, đâu đúng giờ mà người bị ẩn ơi, 2 giờ đúng giờ mà. Đem bạn vậy cho Evelyn vừa toàn hình mà còn giúp IDC em tàng hình cho bạn đâu. Ừ con Evelyn nó ảo lắm giờ dạ. Thì Vũ, Dương VBTV bởi vậy đó mới cắm thì nó cho hồi đấy con mới thôi. Hai cái rương đó đều lấy cái mới được mà anh à. Lấy cái mới thì của nó đâu có Subaru đâu. Làm gián dắt đi anh lâu chưa thấy đánh hả? Cá đánh rồi mà ta. Rương vào bên tính tấu ta chỉ cho tư thế mấy con mới thôi à. Cây thiệt chứ. Ui lại là thằng Tấn nữa, mày đi học với Tấn mà không đi học hả Tấn? Đi học với Tấn ơi. Hello Đức nha em, solo Yesu không anh về hả? Thôi thua, anh thua nha. Không đánh sờ quy quy nữa anh ấy. Tối đánh em ơi, tối đánh với Thanh Phong ơi. Elin cá ảo cũng tùy thuộc team nữa. Không, tùy vào người chơi chứ không phải là tùy team nhá. Nó nằm ở chỗ người chơi anh em ạ. Sáng học chịu bảo thôi, tao lại mày đây Tấn ơi, má. Tao lại mày đây Tấn ạ. Nguyễn Hoàng Vũ Tiệp. Em vô đánh auto. Ờ, anh cũng toàn cắm auto ấy. Hello Vũ Tiệp nha em. Mở rương đâu có rương gì đâu mở thì ơi. Tấn đang học mà mở trầm điện thoại ra xem đúng không? Rồi team mình có con cách Sardin đánh lét rồi, không có đánh ấy được. Savannah nha, ok game đánh Savannah nha. Team mình có con cách Sardin chờ lét rồi, đánh con Jack nữa là nát đấy. Hai con chờ lét thì đánh bao giờ mới lét được. Play được anh em. Hello anh Vu. Hello Sơn Vinh nha. Team fit tục quần cũng không gánh nổi. Ủa vậy là người bị ẩn chưa thấy thì Minh Lộc có đánh con Evelyn rồi. Minh Lộc có đánh con Evelyn kinh lắm. Savannah siêu anh đâu có Savannah siêu nhân đâu. Anh có mỗi cái hết test với siêu vong à. Hello Cambot Zeuge. Ai có thể rep giùm tôi các bạn Philippines kìa. Hello Sơn Vân nha. Ai có thể rep giùm tôi các bạn Philippines kìa anh em. Đi xin Inset IDC về 500 sao hả? Rồi, không chơi đi xin. Không có chơi ly xin chị ấu. Ây da Phạm Thắng
tim nhìn cứ đuối đuối.